Đội hình dự kiến Việt Nam vs Iraq, ai đá thay Văn Toàn. Đội hình đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Iraq chắc chắn có sự thay đổi so với trận thắng Philippines. Chạm trán Iraq trên sân khách là thử thách có độ khó cao hơn nhiều so với khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines cách đây ít ngày. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn có điều chỉnh nhân sự để tiếp cận trận đấu theo cách khác. Ngoài ra, việc Nguyễn Văn Toàn bị cấm thi đấu trận này buộc nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn phương án thay thế. Thay đổi của đội tuyển Việt Nam có thể xuất hiện ở bên trái. Quân Văn Khang được tin tưởng ở trận gặp Philippines nhưng anh không thể hiện tốt và sớm bị thay ngay sau hiệp 1. Cầu thủ của thể công Viettel cũng không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự và trước Iraq, ông Kim Sang-sik nhiều khả năng sử dụng Phan Tuấn Tài. Sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh cũng tạo ra thay đổi ở bộ ba trung vệ. Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể thay Nguyễn Đức Chiến ở trung tâm hàng thủ. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam cần kinh nghiệm của Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm mắc lỗi và cho thấy rằng anh chơi chân không hề tốt. Tuy nhiên, trước Iraq, khả năng cứu thua và giải quyết các tình huống bóng bổng mới là yếu tố quan trọng. Ở khía cạnh này, thủ môn của câu lạc bộ Bình Định vẫn được đánh giá cao. Đây chưa phải thời điểm để huấn luyện viên Kim Sang-sik thay đổi thủ môn. Tất nhiên, Đặng Văn Lâm phải cố gắng nhiều hơn. Ở khung trung tuyến, khi đã loại đi Nguyễn Thái Sơn, người hâm mộ hiểu rằng ông Kim sẽ đặt chọn niềm tin vào bộ ba quả bóng vàng Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh là phương án dự phòng. Tùy theo thế trận, Quang Hải có thể di chuyển tự do để chơi như một tiền đạo để đội tuyển Việt Nam chuyển thành sơ đồ 3-4-2-1. Trên hàng công, thay thế Văn Toàn nhiều khả năng là Phạm Tuấn Hải. Đối với vị trí trung phong, cú đúp bàn thắng trong trận gặp Philippines khẳng định suất đá chính cho Nguyễn Tiến Linh. Cầu thủ sinh năm 1997 thể hiện sự tự tin lớn hơn và hiệu quả tốt hơn khi thi đấu rình rập trong vòng cấm. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 hoặc 3-4-1-2. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể điều chỉnh hệ thống chiến thuật sao cho phù hợp với diễn biến trận đấu. Quang Hải và đồng đội cần chờ đợi kết quả trận đấu sớm giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Philippines để biết mình còn cơ hội đi tiếp hay không. Nếu đội bóng xứ vạn đảo không thắng, quyết tâm của đội tuyển Việt Nam sẽ cao hơn rất nhiều. Trong khi đó, nhiều đồn đoán cho rằng huấn luyện viên Jesus Gasas sẽ đưa nhiều cầu thủ dự bị vào sân để đấu đội tuyển Việt Nam. Nhưng câu hỏi ấy chỉ có thể giải đáp khi trận đấu sắp bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam cần làm mọi cách để có được ít nhất một điểm. Đội hình ra sân tuyển Việt Nam gặp Iraq tấn công rực lửa. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sẽ cho tuyển Việt Nam chơi tấn công trước Iraq với mục tiêu giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuyển Việt Nam đã không còn đường lui ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở lượt trận cuối bảng F, đoàn quần áo đỏ buộc phải giành điểm trước Iraq mới có hy vọng đi tiếp. Vì vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik khả năng cao sẽ tung ra đội hình có thiên hướng tấn công để hoàn thành mục tiêu này. Trong khung gỗ, Văn Lâm có thể vẫn là sự ưu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik, bất kể trận trước anh để thủng lưới đến 2 lần. Bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam khả năng cao sẽ là Bùi Hoàng Việt Anh, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Các tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3 của tuyển Việt Nam vẫn là những cái tên quen mặt Hoàng Đức, Hùng Dũng, Xuân Mạnh. Trong khi đó, Tuấn Tài có thể sẽ chiếm suất đá chính của Văn Khang nhờ khả năng lên công về thủ toàn diện. Cạnh đó, anh cũng rất nguy hiểm với những tình huống leo biên rồi tạt chuẩn xác vào vòng cấm cho các tiền đạo dứt điểm. Trên hàng công, Quang Hải cùng Tuấn Hải nhiều khả năng được huấn luyện viên Kim Sang-sik bố trí đá ngay phía sau Tiến Linh. Với bộ ba này, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự của đội bóng Tây Á. Theo lịch, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq ở lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6. Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải. Tuyển Việt Nam quyết đấu với Iraq, núi cao thì mặc núi cao. Dù cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 không còn nhiều, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm để giành một chiến thắng ngay trên sân của đối thủ mạnh là Iraq. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Iraq ở lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào 1 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Trong bối cảnh không còn nắm quyền tự quyết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải giành được kết quả tốt trước Iraq và hy vọng Indonesia sải chân trước Philippines. Lỗ hổng trong chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi dưới triều đại của tân huấn luyện viên Kim Sang-sik. Màn lội ngược dòng đánh bại đối thủ Philippines với tỷ số 3-2 giúp những chiến binh sao vàng tìm lại niềm vui sau chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng. Quan trọng hơn, 3 điểm trên sân Mỹ Đình đã mở ra cánh cửa đi tiếp, dù tương đối hẹp, để thầy Kim và các học trò nuôi hy vọng tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù đã ghi điểm với tinh thần chiến đấu, tuy nhiên thực tế đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn chưa mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Đặc biệt là ở khía cạnh phòng ngự, tuyển Việt Nam chưa khá thất vọng trong hiệp 1 và phải may mắn mới không nhận bàn thua khi các cầu thủ Philippines thiếu đi sự sắc sảo trong khâu dứt điểm, nhà báo Long Vũ đánh giá. Tuyển Việt Nam đã 2 lần thoát thua trong hiệp 1 sau những pha dứt điểm chạy cột dọc lần lượt của Zico Bailey phút thứ 20 và Patrick Rachelter phút thứ 42.
Đến khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Bình Đoàn Rồng Vàng lại để mất lợi thế từ một quyết định chuyền bóng không hợp lý của Đặng Văn Lâm. Thủ môn của tuyển Việt Nam chuyền ngắn cho Đức Chiến khi tiền vệ này đang bị theo kèm bởi hai cầu thủ đối phương, khiến tiền vệ mang áo số 15 buộc phải phạm lỗi. Từ quả đá phạt sau đó, Philippines gỡ hòa 2-2 ở phút 88 với bàn thắng của Ingreso. Với kinh nghiệm chinh chiến dạn dày, lẽ ra Văn Lâm nên chuyển một đường bóng mạnh ra sau hàng phòng ngự của đối phương. Thực tế trong trận lượt đi với Iraq, Việt Nam cũng đã nhận bàn thua sau tình huống phát bóng không tốt của Văn Lâm. Đây là điều thủ thành này cần rút kinh nghiệm. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, U19 Hà Nội nhận định, trận điệu nhảy hip hop của thầy Kim. Thực tế, huấn luyện viên Kim Sang Sik chưa có đủ nhân sự để xây dựng bộ khung ba trung vệ cho đội tuyển Việt Nam như dưới thời của ông Park Hang-seo. Khi Quế Ngọc Hải vắng mặt và Bùi Hoàng Việt Anh bị treo giò, hướng tới trận đấu sinh tử với Iraq, thầy Kim đón chào sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh sau khi hoàn thành án treo giò. Nhà cầm quân Hàn Quốc có thể lắp ghép trung vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội với Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng trong hàng thủ ba người, từ đó đưa Đức Chiến trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường để cải thiện khả năng bọc lót của tuyển Việt Nam. Không chỉ gia cố thêm sự chắc chắn cho hàng thủ, Bùi Hoàng Việt Anh còn mang đến cho nhà cầm quân Hàn Quốc thêm một phương án tấn công trong các tình huống cố định. Ở trận đấu với Iraq tại vòng bảng ASEAN Cup 2023 hồi tháng 1 năm 2024, chính trung vệ cao 1,84m là người mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam với tình huống dứt điểm một chạm sau đường truyền từ pha đá phạt của Khuất Văn Khang. Trước lượt trận cuối, dù đang ngang bằng với đối thủ về hiệu số bàn thắng bại âm 2, nhưng Việt Nam lại thua kém cả về điểm số 6-7 cũng như thành tích đối đầu thua 0-1 ở lượt đi, thua 0-3 ở lượt về trước đội xếp thứ hai là Indonesia. Tình cảnh của thầy cho huấn luyện viên Kim Sang Sik càng thêm phần ngặt nghèo khi đội bóng xứ vạn đảo được ra sân thi đấu trước vào lúc 19:30 ngày 11 tháng 6, sớm hơn 5 tiếng so với tuyển Việt Nam. Trong trường hợp Indonesia giành trọn 3 điểm trước Philippines, cánh cửa vào vòng loại thứ 3 sẽ khép lại với tuyển Việt Nam. Dù không còn nắm quyền tự quyết trong tay, thầy Kim và các học trò vẫn còn những mục tiêu khác để nỗ lực ở trận gặp Iraq. Nếu Indonesia hòa hoặc thua, đương nhiên Việt Nam phải hướng tới chiến thắng trước Iraq. Tuy nhiên nếu không thể đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn có thể đấu một trận hết mình với Iraq để xem trình độ của chúng ta tới đâu. Điều quan trọng là thầy Kim sẽ có những phương án như thế nào để khắc chế đối phương và các cầu thủ thực hiện được bao nhiêu phần của những phương án đó. Nếu tuyển Việt Nam có thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp, tôi mong chờ một điệu nhảy hip hop của huấn luyện viên Kim Sang Sik như cách ông đã từng ăn mừng khi dẫn dắt câu lạc bộ Robert, chuyên gia Phạm Minh Đức đánh giá. Giải mã Iraq đấu tuyển Việt Nam, trận nước cờ của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Iraq vượt trội mặt bằng bóng đá Đông Nam Á, đồng thời cũng là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định bản thân sau khởi đầu suôn sẻ với tuyển Việt Nam. Sức mạnh chiều sâu. Mục tiêu của Iraq là kết thúc vòng bảng với chiến thắng tuyệt đối. Huấn luyện viên Jesus Casas tuyên bố trước thêm trận tiếp tuyển Việt Nam ở bảng F vòng loại hai World Cup 2026, 1 giờ này ngày 12 tháng 6. Iraq cùng Nhật Bản, UAE và Australia là những đội toàn thắng sau 5 lượt trận đầu tiên. Ông Jesus Casas không muốn đánh rơi điểm nào khi bước vào giai đoạn 3. Chiến lược gia người Tây Ban Nha có lý do để đặt ra mục tiêu toàn thắng. Iraq thể hiện sự vượt trội trước bóng đá Đông Nam Á trong thời gian qua, đồng thời sở hữu nền tảng đội hình rất tốt. Trong đợt tập trung lần này, Iraq thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Derham Ismail, Ali Andernan Karim, Ahmed Yassin, Amjad Adwan, Hossein Ali Ansidi. Hai tài năng trẻ Ali Enhamadi vừa cùng Ipswich thao thăng hạng Premier League. Mặc dù vậy, ông Jesus Casas tìm thấy những bổ sung quan trọng cho Yusuf Enrafiden, những chú sư tử lưỡng hà. Đó là những Ahmed Anhaza duyên âm khác, Ahmed Iahia, hậu vệ trái nổi lên từ ASEAN cấp hồi đầu năm, các hậu vệ Zedersin, Mustafa Sadun, tiền vệ Mohamed, Ân Tây và Joseph Famin đều đủ tuổi dự Olympic. Ngoài ra, hậu vệ cánh đa năng Ahmed Hassan và tiền đạo Marco Fazi đều có cơ hội ra mắt sự nghiệp quốc tế trong trận gặp tuyển Việt Nam. Ông Jesus Casas cũng triệu tập hai thủ môn còn rất trẻ Kumo Enrikebi, 19, và Hussein Hassan, 20. Mặc dù vậy, họ rất khó có khả năng thi đấu. Về cơ bản, những gương mặt mới từng bước được lắp ghép vào bộ không được vận hành theo sơ đồ 4, 2, 3, 1 với những hạt nhân trên ba tuyến là Sanatic, Ibrahim Bayes, Ami Al-Amari, Osama Rashid, Basar Hasan. Gần đây, nhằm tăng thêm giải pháp tấn công cũng như chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn, Jesus Casas đang huấn luyện Zidane Igbo, cựu tiền vệ MU, thành số 10 trong lối chơi của đội. Thách thức và cơ hội. Sau trận tiếp tuyển Việt Nam, Iraq chưa có lịch quốc tế cụ thể trong phần còn lại của năm 2024. Đó là lý do Jesus Casas rất muốn tìm chiến thắng làm quà cho người hâm mộ. Iraq rất mạnh trên sân nhà. Lần gần nhất Bầy Sư Tử bị đối khách cầm hòa diễn ra tháng Giêng 2023 trước Oman. Kể từ 2019, Iraq không thua sân nhà. Thất bại gần nhất cách này đã gần 5 năm trước Bahrain tháng 8 năm 2019. Thách thức với tuyển Việt Nam là rất lớn. Đồng thời,
Điều này cũng mở ra cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện mình sau màn ra quân thắng lợi. Jesus Casas đặt mục tiêu toàn thắng vòng bảng. Bên cạnh đó, bản thân ông cũng có những thử nghiệm vì cuộc tranh tài ở Olympic Paris 2024. Đây là lý do 12 cầu thủ Iraq chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam hiện vẫn nằm trong độ tuổi được tham dự Thế vận hội mùa hè. Có thể nói, ông Jesus Casas muốn những thủ lĩnh trẻ của Iraq như Hussein Ali, Ali Jassim, Mohanad Ali dìu dắt các tân binh Ahmed Hassan Haifazi. Iraq không thực sự mạnh trong việc áp đặt lối chơi. Đây là lý do khiến Sư tử Lưỡng Hà thất bại ở vòng 1 trên 8 ASEAN Cup hồi đầu năm. Lối chơi thực dụng và không lạm dụng kiểm soát bóng sẽ giúp hạn chế được những pha tấn công của Iraq. Về điểm này, huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ học được nhiều kinh nghiệm từ người đồng hương Park Hang-seo, cũng là thầy cũ của ông khi còn ngôi sao trẻ giàu triển vọng của bóng đá Hàn Quốc đầu thế kỷ này.